Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. Simon Nguyễn giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Chương trình này được đem tới bởi McDonald's. Chọn 204 món được ưa chuộng thật dễ dàng với McPick 2 for $5 của McDonald's. Như 10 miếng chicken McNuggets không có chất bảo quản và bánh Filet-O-Fish với chỉ 5 đồng. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Little Sài Gòn TV. Sau đây là những tin cuối cùng trong ngày. Vâng, bóng đen đã phủ tới tổng hành dinh của Samsung khi đại diện công ty này đã phải công bố đợt triệu hồi sản phẩm di động lớn nhất trong lịch sử sau một vài trường hợp pin của máy đã phát nổ trong quá trình sạc. Hiện tượng cháy nổ có thể xảy ra khi thiết bị sạc và lỗi đã được xác định là do pin từ máy. Theo công ty Samsung thì chỉ có một lượng nhỏ điện thoại bị tình trạng này. Tuy nhiên, khi lượng điện thoại xuất xưởng lên đến hàng triệu chiếc thì mối nguy dành cho người dùng là không nhỏ. Hãng sẽ phải tạm thời ngừng bán sản phẩm này ngay lập tức và những thiết bị đã bán ra thị trường sẽ được thay thế miễn phí. Về phía Samsung thì họ đã tạm dừng việc bán Galaxy Note 7 trên toàn thế giới. Họ cho biết là sẽ mất khoảng 2 tuần để hoàn tất việc này. Gần như toàn bộ các nhà mạng, nhà bán lẻ trên thế giới đã tạm dừng bán hàng để đảm bảo các thiết bị lỗi không đến tay khách hàng. Thông tin cụ thể về việc thu hồi sản phẩm sẽ sớm được công bố tại từng thị trường. Và được biết, Note 7 là chiếc điện thoại mà Samsung muốn ra mắt trước khi iPhone 7 của Apple kịp giới thiệu. Tuy nhiên, Samsung đã không gặp may mắn. Và kính thưa quý vị, xuất thân là một chú chó bị bỏ rơi được cứu hộ và mang về nhà. Chú chó tên Elabin giờ đây đã trở thành một chú chó thời trang hàng đầu New York trên Instagram. Chủ của Elabin, cô Hillary cho biết cuộc sống của chú chó này trước đây và bây giờ thật sự rất khác nhau. Cô nói rằng khi cô gặp Ella lần đầu tiên ở trạm cứu hộ, đó là một chú chó bị tổn thương, luôn tỏ ra sợ sệt với tất cả mọi người và cả những chú chó khác. Bây giờ Ella lại là một chú chó rất thân thiện, hạnh phúc và đi theo cô chủ đến khắp mọi nơi. Thậm chí họ còn làm việc cùng nhau về thời trang và được sự yêu mến của tất cả mọi người. Hillary chia sẻ rằng Ella rất ngoan ngoãn và là một mẫu chụp hình rất chuyên nghiệp. Bạn chỉ cần mặc đồ cho nó và khi bạn cầm máy ảnh, Ella hiển nhiên biết mình phải làm gì. Chú chó thời trang đã có hơn 47.000 người theo dõi trên Instagram và sử dụng mạng xã hội của mình để quyên tiền cho đội cứu hộ chó quốc gia. Hillary nói rằng mình rất may mắn gặp được Ella và không điều gì có thể thay thế cho tình bạn, lòng trung thành và sự đồng hành của chú chó đáng yêu này. Vâng, và kính thưa quý vị, theo tin từ Reuters, thì chính quyền Indonesia xác nhận một cụ ông tên là Mba Goto, sinh năm 1870, sống ở thành phố Sragen. Và nếu thông tin này là đúng, thì ông Goto sẽ là người già nhất thế giới vẫn còn sống. Tuy nhiên, nếu các tài liệu về ông Goto không thể kiểm chứng một cách độc lập, thì ông Goto sẽ không được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới. Danh hiệu người già nhất thế giới theo kỷ lục Guinness hiện đang dành cho cụ bà người Pháp Jenny Clement, 122 tuổi, và ít hơn ông Goto tới 23 tuổi, thưa quý vị. Trước đây thì có nhiều người trên thế giới tuyên bố phá vỡ kỷ lục nhưng không có giấy tờ xác minh đầy đủ, bởi vậy mà họ chưa được trao danh hiệu này. Cụ ông đã sống lâu hơn tất cả 10 anh chị em của cụ, và dẫu cho cụ có độ tuổi ấn tượng thì cụ Goto chia sẻ với báo chí địa phương rằng điều mà cụ mong muốn là được chết một cách thanh thản. Cụ Goto cho biết là cụ dành phần lớn thời gian để nghe đài khi mà thị lực của cụ đã giảm sút, không thể xem TV.
Khi được hỏi bí quyết để sống lâu thì cụ chia sẻ là sự kiên nhẫn là mấu chốt của tuổi thọ. Như vậy là kiên nhẫn để sống lâu. Kiên nhẫn hả? Wow, kiên nhẫn là mình phải chịu đựng dữ lắm. Mà chịu đựng lại được sống lâu hả? Hình như nó hơi có một chút xíu là mâu thuẫn ha. Mỗi người sống lâu thì họ có những cái bí quyết riêng ha. Đúng rồi. Vâng, và đó là bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình của đài Little Sài Gòn TV. Kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để tiếp tục theo dõi những chương trình như thường lệ. Kính chúc quý vị có một buổi tối thứ sáu và một cuối tuần thật hạnh phúc và an lành bên người thân. Xin kính chào tạm biệt. Bởi McDonald's. McPick 2 for $5 của McDonald's luôn là một lựa chọn đúng đắn. Với chỉ 5 đồng, chọn 2 trong 4 món ngon tuyệt như 10 miếng Chicken McNuggets hoặc bánh Filet-O-Fish giòn ruột.